Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với video mới nhất trên kênh của mình. Rồi ok anh em này, hôm nay mình lại tiếp tục vào đây để chiến con game Ewin anh em nhé. Thì con Ewin 68 này mình trình chiến cũng khá là nhiều rồi. Hiệu quả của nó thì rất là cao anh em ạ. Hôm nay mình sẽ vào đây để chiến con tài xỉu Ewin. Mình đang có 12 củ 718k anh em nhé. Thì với 12 củ này mình sẽ chiến kiếm lấy một vài ba củ anh em ạ. Ok, quả này giã cho nó một con vào cầu tài phát hai củ đi anh em. Khi mà đánh theo cái chiến thuật của mình anh em cứ đánh đều tay lên, bắt cầu gần nhất, đánh đều tay là ok. Rồi, lụm tay anh em này. Quá nét rồi đúng không anh em? Quả này đánh theo cầu, đánh con xỉu một củ anh em nhá. Đấy. Cứ đánh đều đều lên anh em ạ, 1 2 củ, không lên tham anh em nhá. Quả này đánh củ 6 đây này. Rồi, một củ 600k. Ok, húp xỉu anh em thấy chưa? Nét chưa? Quả cầu vào gặp ngay quả cầu đẹp anh em ạ. Cầu quá thuận luôn. Quả này đánh nhỏ nhẹ lại anh em nhé. Bởi vì sao? Bởi vì mình quả cầu này đi 321. Thường thường cầu 321 hoặc là 123 là nó sẽ đứt. Ít khi đi 322 lắm anh em ạ. Đúng rồi. Đi xìu rồi anh em ạ. Nó vẫn là đi... Chắc là đi cầu kiểu 323 này. Đang lời được 4 củ. Bây giờ đánh nhẹ lại đây anh em nhé. Vậy quả này nó ra con xỉu thì giờ hơi nhỉ. Đây là giả lại mình rồi anh em ơi. Định mệnh nó đánh đúng rồi mà nó xỉ lại cho nó không nuốt anh em ạ. Cày thật đấy. Vào trước 2 lít đây anh em nhé. Em mà đánh theo cái chiến thuật của tôi khẳng định với anh em là tỷ lệ win nó rất là cao. Rồi, vẫn là hút tài đúng không anh em? Vừa đủ điểm ăn. Vừa đủ điểm ăn anh em ạ. Đấy, làm 4 củ chơi bời ngon lành cành đào phải không anh em? Tội gì mà phải đánh to khi đó vốn của mình là nhỏ. Rồi anh em thấy chưa? Nét chưa? 225 xỉu 9. Quả này bắt quả xỉu 7 anh em này. Bắt đúng quả xỉu 7 này. Gãy đúng một tay anh em nhỉ, một tay còn gãy một tay và một tay nó giả lại. Ok chưa? Vẫn là xỉu anh em ạ. Vào phát cặp quả cầu 22 đẹp thế nhỉ. Một tay mình ăn nó lại giả lại. Quả này đánh tiếp 200 vào tài anh em này. Cứ đúng cầu anh em nhé. Rồi, vừa đủ điểm ăn chưa anh em? Chuẩn thế nhờ. Nhiều anh em cứ gọi là bảo là vào là để đánh theo tool này, tool kia, các kiểu. Nhưng thật sự anh em là chả có cái tool gì cả. Đánh anh em mà đánh, cứ đánh theo cái chiến thuật của tôi này. Cứ cầu gần nhìn cầu đẹp là phang rồi. Và phang đều tay khi mình đủ cái số điểm rồi thì mình... hãm lại anh em nhé. Đấy là ví dụ như mình ăn gọi là nếu như đánh ở ngoài ấy, thì gọi là đánh theo kiểu là gọi là ăn ăn non. Và thật sự với anh em là đấy không phải là ăn non, đấy là cách đánh theo kiểu đánh quản lý vốn anh em nhé.
xác định mình kiếm 2-3 củ nhưng mà bây giờ lên 4 củ rồi thì tội gì đúng không anh em? Rồi húp xỉu, nét chưa? Quá chuẩn bài luôn anh em ạ. Con này không hiểu đánh kiểu gì đây. Thôi cứ đánh tài, đánh theo cầu thôi anh em nhá. Lại đi cầu 212 một vài phát nữa thì hết nước chấm luôn. Ôi đi xỉu anh em ơi. Quánh nốt quả này rồi kết thúc video luôn anh em này. Quả này quánh 1 là ăn 5 củ mà 2 là ăn 4 củ này. Quả này mà được là được 5 củ luôn anh em ạ. Mất thì chỉ mất có 5 lít thôi này. Tay cuối cùng anh em nhá. Rồi ok anh em, làm 5 củ chơi bời này. Mình sẽ kết thúc video tại đây anh em nhá. Chúc tất cả những em nào đánh theo cái chiến thuật, đánh theo lối đánh của mình thì chúc em ra trận đánh đầu thắng đó nhá. Anh em xem mà cảm thấy tham khảo được cái chiến thuật của mình thì đừng quên hãy đăng ký kênh và cho mình xin một like để ủng hộ kênh cho mình em nhé. Tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em ạ.